trunk, I open up, I sold my soul a good price, out of sight. My hoe got talent, right? Whole squad ran, do that shit, yeah. Hello, xin chào mọi người đã đến với channel của mình. Hàng ngày xung quanh chúng ta luôn chất chứa những công việc bộn bề vì não. Hôm nay DJ xin giới thiệu với mọi người 6 loại cá cảnh phổ biến nhất và vừa túi tiền để mọi người hàng ngày ngắm nhìn những chú cá thông thả bơi trong nước và stress sẽ bơi đi nhé. Tiếp ở vị trí thứ nhất, không con nào khác chính là cá biển màu. Là một trong những loài cá cảnh đẹp và phổ biến nhất thế giới, cá biển màu thu hút người nhìn bởi vẻ bề ngoài nhiều màu sắc sặc sỡ lung linh, thân hình nhỏ bé dễ nuôi. Cá có chiều dài từ 2,5 đến 3,5 cm đối với con đực và con cái 4 đến 6 cm. Cá sống thành trường bày, ăn tạp và đẻ con. Theo như tôi biết thì cá bể màu chia làm hai loại, cá bể màu thường và cá bể màu nhạt. Với con mắt ưa nhìn của mọi người, hầu như nghe đến cá bể màu thường thì hay chê, ối giời mấy con đó mà nuôi cái gì. Theo như tìm hiểu, cá bể màu hiện nay tại các chợ tương đối rẻ, khoảng từ 3.000 đến 4.000 đồng một con cho các dòng cá phổ thông và khoảng vài trăm nghìn đồng cho một con cho các dòng cá bể màu cao cấp. Cá bể màu rất dễ sống, hiền lành và sinh sản rất nhanh, thích hợp dành cho những anh bạn tập tành nuôi cá bể màu đây mà. Theo như tìm hiểu, một con cá bể màu cái trưởng thành có thể đẻ con định kỳ liên tục từ 7 đến 10 ngày một lần. Mỗi lần đẻ từ 15 đến 45, tùy theo kích thước của cá mẹ. Cá mẹ càng lớn thì mỗi lần đẻ càng nhiều con. Bây giờ hãy dập tắt tư tưởng đẻ như heo và hãy thay bằng tư tưởng đẻ như cá bể màu nhé. À, khi sang cái khác thì tôi xin cho biết thêm, khi muốn cá bể màu đẻ sớm thì hãy để cá ở ngoài mưa nhé. Không biết các bạn có nghe qua cá vàng, cá ba đuôi, cá vàng ba đuôi thì nó là một nhé. Cá vàng dễ nuôi, ăn nhiều tức không kén ăn và thải cũng nhiều. Với cái bụng to chướng, vài óng ánh tuyệt vời ở mặt trời thì nó thu hút nhiều người nhìn. Đặc điểm sinh sản của cá ba đuôi hay cá vàng là cá thành cục sau 8 tháng nuôi. Mô vụ tập trung vào đầu mùa mưa, phân biệt cá đực và cá cái là: thứ nhất, cá đực tới giai đoạn thành cục, cá đực có những nốt sần trên nắp mang, thân và vi ngực. Còn cá cái thì sao? Bụng to mềm, lỗ sinh dục màu hồng lòi ra, bụng xệ qua một bên. Các bạn có tư tưởng hay chửi theo não cá vàng, vậy thực sự cá vàng có như vậy hay không? Theo một nghiên cứu mới đây chỉ ra, những chú cá vàng có thể hay quên, nhưng khi nói đến âm nhạc cổ điển, chúng thật sự là một thiên tài. Trong thí nghiệm về âm nhạc cổ điển, cá vàng được biết đến như một chuyên gia bởi nó đã phát triển một cấu trúc để tăng cường khả năng nhận tín hiệu âm thanh ở tai trong của chúng. Giáo sư Watanabe khẳng định, những phát hiện này đã cho thấy cá vàng là một sinh vật tương đối đơn giản với trí thông minh ở mức trung bình. Nếu giả thiết trước đây chỉ ra cá vàng chỉ nhớ được những gì trong 15 giây đổ lại, nhưng nghiên cứu cho thấy cá vàng có bộ nhớ lên đến 3 tháng. Tiếp vào vị trí thứ 3 rất quen thuộc đối với mọi người, đó chính là cá bình tích. Cá có tên tiếng Việt là bình tích Molly, cá bình tích đen, bình tích trắng, bình tích vàng hay bình tích chân châu. Nhiệt độ thích hợp là từ 23 đến 28 độ C, chiều dài trung bình của một con cá là từ 5 đến 6 cm. Cá sống thành đàn và hiền lành, hoặc có thể nuôi nhét đối với một số loại cá cảnh khác. Cá sống ở mọi tầng nước, thức ăn chủ yếu là rong rêu, cá ăn tạp, hình như là ăn cả thế giới biển. Hình thức sinh sản là đẻ con. Cảnh báo, bọn này không có kế hoạch hóa gia đình đâu nhé. Lưu ý, cách phân biệt giữa cá đực và cá cái là: thứ nhất, cá đực có kỳ trên lưng cao to, thường dựng lên khi đánh nhau hoặc thả sinh con cái. Con cái có bụng to hơn, kỳ nhỏ hơn. Ở vị trí thứ tư, nếu các anh chàng nào từng đi bắt cá vào mùa mưa thì ắt hẳn sẽ biết cá lì thìa. Nó gắn với bao thế hệ nhỉ? Cá trọi, cá xiêm, cá phướng, cá đồng là những tên gọi chung của cá beta. Phân bố chủ yếu là ở Đông Nam Á, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Brunei và Việt Nam. Cá sống ở mọi tầng nước. Sinh sản chủ yếu là đẻ trứng trong tổ bọt. Cá được chăm sóc tổ trứng và cá con. Cần tách cá cái riêng để tránh cá cái ăn trứng. Trứng nở sau 24 đến 48 giờ. Cá bột tiêu hết nãn hoàng sau 2 đến 3 ngày. Cá bột có cỡ miệng nhỏ thích hợp để ăn luân trùng bo bo. Cá chịu được môi trường sống chật hẹp và không cần sụp khí nhờ có cơ quan hô hấp phụ. Cá đực có tính hiếu chiến nên cần nuôi riêng hoặc nuôi cá đực chung với nhiều cá cái. Xếp ở vị trí thứ 5 là cá ngựa vằn hay cá sụp ngựa. Cá ngựa vằn có tên tiếng Anh là Dara hay Dara Dario, thuộc họ cá chép, phân bố chủ yếu ở Đông Ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka. Chúng có thân hình mỏng và hơi dẹp một bên, có hai râu cặp. Cá ngựa vằn ngoài màu sắc sọc đen cổ điển thì hiện nay đã có thêm màu đỏ, màu vàng. Chúng nhanh nhẹn và bơi theo đàn trong bể tuyển sinh. Cá dễ nuôi nhất, khỏe mạnh, thích hợp cho người mới nuôi cá cảnh đây mà. Xếp ở vị trí cuối cùng là cá đuôi kiếm hay còn gọi là cá hồng kim, thường bơi ở tầng cao và ăn hầu hết thức ăn vùng miệng từ động vật cho tới thực vật. Đặc điểm nổi bật của loại cá này chính là phần đuôi của chúng, một cái đuôi hình lưỡi kiếm của con đực. Cái đuôi chiếm chiều dài khoảng 1/3 thân thể con đực, khoảng 10 cm. Đuôi của cá đuôi kiếm không có ý nghĩa như một vũ khí mà chỉ là một vật trang trí và đặc điểm nổi bật của để con cái lựa chọn con đực. Những con cái thường lựa chọn con đực có cái đuôi kiếm to, màu sắc sặc sỡ cho việc giao phối. Cái đuôi kiếm có màu đỏ dài gần gấp 3 lần cá Hà Lan khi trưởng thành. Tính luôn chiều dài đuôi có thể đạt được 3 đến 6
6cm. Cá đuôi kiếm thích hợp nuôi trong bể trồng nhiều cây thủy sinh và không gian rộng vì cá hoạt động tích cực. Về thức ăn, cá hồng kim rất dễ nuôi, có thể ăn lăng quăng, chùm chỉ hoặc bột. Ngoài ra có thể cho ăn bánh mì, lấy phần ruột bánh mì đem đi phơi nắng, sau đó bóp miệng cho cá ăn, rất dễ phát triển nhanh. Tránh ăn nhiều vì nước sẽ thối. Kích cỡ trung bình của loại cá này khoảng một ngón tay út của người lớn, và nuôi lâu năm cá có thể từ 4-5cm. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay thì hãy like và subscribe, comment bên dưới góp ý kiến cho mình nhé.